Alo. Dạ chào thầy. Vâng, chào anh. Chào thầy. Vâng. Dạ, ở trong miền Nam á thầy, muốn nhờ thầy chỉnh cho địa thần tài mới á thầy, thần Vâng. tượng á. Vâng. Cho cái mẫu thầy đưa qua có mẫu khác đẹp hơn nữa thầy. Thường thì mẫu này là mẫu thông dụng nhất anh ạ, mẫu gốm ấy. Không không có cái loại màu trắng hả thầy? Màu trắng thì thường thì màu trắng thì cái chất liệu nó sẽ là cái chất liệu nó kém hơn chất liệu này. Vâng. Thì ở nhà cũng có đang thờ, mình mở Zalo lên để thầy coi cái đang thờ được nha thầy. Được được, anh mở Zalo đi. Dạ. Đâu bàn thờ anh đâu, anh xem nào. À, đấy đang đợi thầy. Vâng. Ở giữa là mình để tượng Phật à? Ở giữa là tượng Hoàng Thần Tài á thầy. Dạ. Cái này Với là ở trên là có Long Quy với hai tỳ hưu á. Dạ. Với bên đây có cặp Kỳ Lân á thầy. Vâng. Dạ. Với cái ông thiền thừ nữa. Thêm thứ chất liệu Bởi này là vì nhờ nhờ thầy tư vấn giùm mấy thầy. cái chất liệu của ông tài địa nhà anh là bằng kiểu như là bằng bột đá Không không phải thầy bằng cái gì composite gì nó nhẹ lắm. à? Đấy đấy, kiểu composite của bột đá, kiểu đấy. Composite Dạ, đấy. nó nhẹ re, nó dạng như giấy hay cái gì đó nhẹ lắm. Đúng rồi, nó nhẹ. Dạ. Thực ra thì nhà anh ấy đang bày ở trên ban thần tài ấy, phía bên trên ấy, thực ra là Dạ. đang bày linh vật thì thường người ta sẽ không bày bên trên vậy, bày bên dưới. Dạ. Dạ. Tức là không nên bày trên đầu của ông tài địa ấy. Dạ, nếu mà mình thời nó có cái miếng đằng trước này mình kéo ra được thầy để Được, mình hoặc là để mình hiện nay là nó có một cái kệ mà nó sẽ to hơn là cái đế của cái ban thần tài này, nếu mà anh mua cái đấy thì anh sẽ bày nó sẽ tức là sẽ rộng hơn đấy. À. Như này là hơi chật, thì mình nên bày tỳ hưu mới lại long quy ở bên dưới chứ không nên để trên đầu các ông thần tài đấy. À Đấy. thì nếu mình để cái nó có cái đôn gì bây giờ thấy có bán là mấy Đúng rồi. tấm cấp gì để hay đó. Đấy, thì anh có thể là mua cái đôn anh kê cũng được, nên để bên dưới hơn. Bên dưới thì tốt hơn. Vậy là như ở bên đó vậy như có bằng đá gì không thầy? Đá tự nhiên rồi thầy. Đá tự nhiên thì đã có đá màu vàng đấy. Màu vàng, đá ngọc 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 hoàng long màu vàng. Nghe mình thờ vậy có hợp mệnh hợp tuổi gì không thầy? Thực ra là thờ tài địa này thì không nhất thiết là phải theo tuổi, bởi vì thờ những cái gì mà liên quan đến nhà của mình ấy thì là không 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 nhất thiết là phải 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 theo tuổi. Thường dân gian thì vẫn là quan niệm xưa là hay phải theo tuổi, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Chỉ cần nghĩ cho chất liệu quá tốt thôi hả Đúng thầy rồi, hả? chất liệu tốt mà nó có năng lượng được, quan trọng nhất là nó có năng lượng. Vậy gặp tượng đó thì có đắt không thầy? Cặp đấy thì cũng chỉ tầm hơn 1 triệu thôi anh ạ. Thế cặp đầu là tốt chất lượng đó nhờ thầy gửi qua, với lại ví dụ mình cần những cái gì á thì thầy ấy giùm luôn cho anh cái, Thế thì để ví dụ xong gửi cho anh một bộ nhé, cái một bộ tổng thể cho anh xem. Chỉ có cái gì cốt có thương gì á mình muốn thay đổi luôn hay sao thầy? Lại luôn. Có cốt Dạ. bát hương thì cái này mình đang để nhiều tàn quá, rất là bẩn. Dạ. Hơi nhiều Thì tàn hôm nay có coi trên cái clip của thầy á rồi. thì mới biết. Dạ. Nên giờ nhờ thầy cái gì cần thay đổi thì thầy chỉ giúp giùm. Vâng. Để xong thì gửi cho Dạ. anh bộ ban thần tài để anh xem qua nhé. Dạ. Vâng. Dạ. Dạ, cảm ơn thầy. Vâng, rồi chào anh.